chào mọi người, tiếp tục video trước. Vương Thắng biết nơi này vô cùng nguy hiểm, bọn họ sẽ chết vì khát, nên anh ta đã đóng sẵn cọc làm rổ những nơi có nước sạch. Nhóm người Ngũ Gia đang cố gắng cầm cự, lương khô họ đem theo không còn nhiều, nước sạch thì không có uống. Nhóm thị vệ uống nguồn nước bẩn tại nơi này giờ đã bị ngộ độc nằm la liệt chờ chết. Thấy vậy, Đường Tiễn và Hạ Tinh đi tìm thức ăn cùng nước. Trong lúc tìm nguồn nước, Đường Tiễn khuyên nàng ta hãy mang số lương khô còn lại của hắn và quay về đi. Đừng đi theo bọn họ nữa, kết cục chỉ có chết mà thôi. Vậy nhưng Hạ Tinh vẫn cố thủ bởi vì người Hạ Gia đã hy sinh quá nhiều, nên nàng ta muốn đòi lại công bằng cho bọn họ. Thế là hai người họ chia nhau ra tìm. Cùng lúc đó, Tâm Hồn Châu báo hiệu vị trí của Vương Thắng đang di chuyển. Rất nhanh sau đó, Đường Tiễn tìm được nguồn nước sạch mà Vương Thắng đã làm giấu từ trước và mang nước về cho những người còn lại. Hiện tại, số người đang bị trúng độc khá nhiều nên không thể bỏ mặc bọn họ mà đi được. Bỗng một con yêu thú đến tấn công nên bọn họ cũng chấp nhận đi tiếp. Vương Thắng cũng nghe được âm thanh la hét, anh ta ngậm ngùi vì không thể giúp đỡ được. Đột nhiên một mũi tên từ đâu bắn ra, thì ra người tới là đối tứ. Rất nhanh nhóm người Ngũ Đại gia tộc cũng tới. Không còn cách nào khác, anh liền nhảy xuống sông bơi qua bờ đối diện. Hai tên thủ vệ cũng nhảy xuống truy đuổi, một tên bị đàn cá ăn thịt. Một tên còn lại là thủ vệ cuối cùng của Sử Gia cũng bị cá sấu làm thịt nốt. Thay thế, Tống Nhậm liền nghĩ ra kế sách làm bè bơi qua. Rất nhanh sau đó, chiếc bè cũng hoàn thành. Nhưng con cá sấu ở dưới nước vẫn đang trực chờ bọn họ. Tất cả đều lên bè chỉ trừ mỗi Đường Tiễn là không lên. Hắn đẩy chiếc bè ra xa rồi chạy đi giống như không muốn cùng tham chiến. Không lâu sau, hắn ta lại quay trở về và mang theo một con yêu thú đối đầu với cá sấu. Trong lúc hai con yêu thú chuyên tâm đánh nhau thì bọn họ cũng tranh thủ trèo qua thật nhanh. Lúc này Đường Tiễn gửi cho Hạ Tinh một bức thư tay nhưng chưa kịp nói xong thì con yêu thú từ dưới nước túm lấy hắn ăn thịt. Tới đây thì đội nhóm chỉ còn người của bốn đại gia tộc nữa. Hạ Tinh mang thư của Đường Tiễn ra đọc mà nước mắt rưng rưng. Thì giờ hắn đã thương thầm nàng từ lâu mà không dám nói, để rồi hôm nay chẳng còn cơ hội nữa. Tống Nhiệm nhận được mảnh giấy cùng với gói lương khô mà Vương Thắng để lại. Anh nhắn gửi mọi người đừng truy đuổi nữa, xuyên con sông này chính là đường rời khỏi Thiên Tuyệt Địa. Nơi khác, đối tứ đang giáo giết truy đuổi Vương Thắng thì không may làm con cự lang tỉnh giấc. Nó lập tức đuổi theo. Vương Thắng thấy vậy ném một quả bom khiến nó mất phương hướng rồi rơi xuống sườn đồi. Chỉ là anh ta cũng bị rơi xuống theo. May mắn kịp thời dùng dây móc nên giữ được mạng, rồi sau đó đu dây sang vách đối diện để chạy trốn. Quá trình đó lập tức bị Sử Tiểu Thư nhìn thấy nên cũng lao theo, nhưng không may hụt chân rơi xuống vực. Không thể cứ như vậy để thêm án mạng, nên Vương Thắng lập tức sử dụng dây kéo giữ nàng ta lại rồi đưa lên trên. Sau khi thoát khốn, Sử Tiểu Thư liền muốn khiêu chiến với Vương Thắng. Nàng ta ra điều kiện, nếu anh trụ được trong 3 chiêu thì nàng sẽ thả người rời đi. Về phần những người còn lại, họ cũng leo qua ngọn núi viện trời cho Sử Tiểu Thư. Tới đào thứ 3 thì Sử Tiểu Thư bụng đói cồn cào nên không thể xuất thủ được. Vương Thắng đưa cho nàng một chiếc đùi gà để cầm cự. Lúc này Sử Tiểu Thư mới bình tĩnh lại và hỏi rõ chân tướng về những chuyện mà anh đã làm. Anh vốn dĩ chưa từng hại bất cứ người nào cả, mọi thứ anh làm cũng muốn tốt cho mọi người. Trước đó anh đã khuyên mọi người đừng đi vào Thiên Tuyệt Địa nhưng họ vẫn không nghe. Cái chết của những người đã nằm xuống ở đây đều là họ tự nhận lấy. Đột nhiên ngọn núi rung chuyển dữ dội, lúc này Tống Nhiệm cũng đã leo được lên trên. Biết không thể địch lại nên Vương Thắng đã không biết lúc nào biến mất. Cuối cùng thì những người khác cũng đã leo lên thành công. Sau chuyện, Tống Nhiệm đành từ biệt mọi người để đuổi theo Vương Thắng. Hắn ta sẽ làm ký hiệu chỉ đường để những người phía sau bám theo. Lúc này Nam Chính đã phục kích sẵn. Anh bắn một phát chuẩn xác khiến cho Tâm Hồn Châu vỡ nát. Không có sự chỉ đường, không biết Tống Nhiệm sẽ tìm cách gì để tiếp cận Vương Thắng. Ở phía sau đột nhiên Đới Thập Gia tỉnh dậy, ánh mắt của hắn sáng rực lửa. Trên vầng thái dương có một dấu ấn phát sáng. Tâm Chiến bây giờ đã không còn tỉnh táo nữa. Hóa ra là hắn đã trúng tham lăng ấn ngay ở dưới chân núi. Bây giờ cảnh giới của hắn tăng đột biến không ngừng. Hắn lao lên giao thủ với đối tứ. Mặc dù đối tứ đã sử dụng cả nguyên hồn để chiến đấu vậy nhưng vẫn là nhận thất bại. Rất nhanh, hai người còn lại cũng xông vào hỗ trợ. Hạ Tình bị đá rơi xuống vực thẳm không rõ sống chết. Sử Tiểu Thư tuy vẫn còn sống nhưng cũng bị đối phương đấm không thương tiếc chút nào. Lúc này đối tứ dốc hết sức đứng dậy phản công. Nhân cơ hội Đới Thập Tam đang bị khống chế, lão lập tức bổ ra một đao chí mạng khiến hắn ta chết ngay tại chỗ. Khi hắn ta chết thì tham lăng ấn cũng được chuyển dịch sang người đối tứ. Về phần Vương Thắng, anh đang rơi vào mật đảo, xung quanh toàn là vách núi và còn rất nhiều chướng khí độc. Đang tìm lối ra thì giọng nói của Tống Nhiệm vang lên. Với nguyên hồn là Thiên Huyễn Độc Nhiệm nên Tống Nhiệm có khả năng miễn dịch với độc tố.
hắn chỉ cần quạt tay một cái đã làm chướng khí biến mất. Hắn bắt đầu đi vào đàm phán. Tống Nhiệm nói, hắn từng mời Vương Thắng với Tống Gia, tại sao lại từ chối? Vương Thắng thản nhiên đáp ngay, chuyện đới hoàn chết, 3 ngày đới tứ mới tìm được Vương Thắng báo thù. Sầu chuỗi tất cả lại, chứng tỏ Tống Gia có người tiết lộ tin tức cho đới tứ biết. Nhờ manh mối của Cao Sao điều tra nên Nam Chính chắc chắn, người đó không ai khác chính là Tống Nhiệm. Lúc này hắn vẫn chưa chịu thừa nhận, vì để hắn không thể chối cãi nên anh đưa thêm bằng chứng. Trước khi đi vào Thiên Tuyệt Địa, anh đã liên hệ với Tống Yên qua tấm huy trường. Nàng đã nói cho anh nghe toàn bộ con người thực sự của Tống Nhiệm. Trận thí luyện gia tộc không liên quan tới đại trưởng lão mà do hắn đã sắp đặt từ trước. Chân độc cũng chính là nguyên hồn của hắn, con quả đen truyền thành của đại trưởng lão cũng là giả. Chuyện đã sáng tỏ, Tống Nhiệm vẫn không chịu thừa nhận. Hắn nói những chuyện đã qua chỉ là thử sức Vương Thắng mà thôi. Hắn muốn xem anh có thể bảo vệ cho Tống Yên được hay không. Những câu này nếu dùng lừa trả lên 3 con được, dùng trên người Nam Chính đều không có tác dụng. Anh đáp trả bằng một phát đạn vào thẳng mặt Tống Nhiệm, hắn dễ dàng ngăn cản. Tới đây thì cả hai cũng mặt đối mặt và một trận chiến sắp xảy ra. Vương Thắng biết không đánh lại nên chạy là kế tốt nhất. Anh ném cục đá giả vờ đó làm bom để đánh lạc hướng đối phương. Thấy Vương Thắng đã biến mất, hắn lập tức thu hồi nguyên hồn để cho chướng khí tỏa xa. Vương Thắng định đeo mặt nạ thì lập tức bị một viên đạn bắn tới, ngay sau đó là một khẩu súng được chĩa từ phía sau. May mắn là anh kịp thời né tránh, chưa kịp định thần lại thì đã ngạc nhiên bởi người ám sát chính là kẻ có vóc sáng y hệt với mình. Nhìn kỹ lại thì hắn ta có vết sẹo trên đầu nên Vương Thắng biết ngay kẻ đó chính là Tống Nhiệm. Chẳng lẽ đây là huyễn thuật, sức mạnh của hai người phải nói là tương đương nhau. Trong lúc nhất thời khó mà phân được cao thấp. Vậy nhưng sau một hồi giao thủ thì tên hàng pha ke cũng bị hạ đò ván khiến Tống Nhiệm phải hiện nguyên hình. Hóa ra mọi thứ đúng là ảo giác thật. Hai người lần nữa đấu khẩu, đúng lúc hắn định ra tay thì đối tứ cũng tới. Hắn tay chúng phải tham lang ấn nên vô cùng hung bạo, Vương Thắng bắn một phát kèm theo đó là ném bom vào người hắn. Nhân cơ hội đó anh định lao lên tấn công nhưng Tống Nhiệm đã ngăn cản lại. Nếu hắn chết thì tham lang có thể tỉnh dậy, chuyện đó còn nguy hiểm hơn. Không được giết chết hắn nên Vương Thắng quyết định hút đấu khí của đối tứ. Vương Thắng chỉ hút một nửa đấu khí của hắn đã hoa mắt chóng mặt. Tuy mất đi một phần đấu khí vậy nhưng hắn vẫn còn rất sung sức tấn công. Hai người giờ lại cùng nhau ẩn náu, do ăn phải đấu khí của tham lang ấn nên thần sắc của Nam Chính dần thay đổi. Nhân cơ hội tiếp cận được Tống Nhiệm, Vương Thắng lập tức hút luôn cả đấu khí của hắn. Không thể cứ như vậy bị hút sạch được, Tống Nhiệm đành phản công cắt ngang quá trình này. Rất nhanh đối tứ phát hiện ra hai người. Anh đi tới một vách đá gần đó luyện đấu khí. Anh biết Thảo Thiết rất thích ăn và muốn ăn hết tất cả thiên hạ. Tinh khí giống với Tống Nhiệm muốn chiếm hữu thiên hạ là của riêng mình. Vậy nên chỉ có đấu khí của hắn ta và đối tứ mới có thể làm bữa ăn của Thảo Thiết. Sau khi luyện hóa xong, thực lực của anh cũng đạt tới nhị trọng cảnh giới. Việc tiếp theo là đi tìm bọn họ. Nơi khác, Tống Nhiệm đang đối đầu với đối tứ. Coi bộ Tống Nhiệm không thể chịu đựng được nữa. Vương Thắng bắn ra phải phát đạn cứu Tống Nhiệm để trả ơn một mạng hắn cứu ban nãy. Hai người song kiếm hợp bích đánh nhau với đối tứ. Mặc dù lấy 2-1 nhưng cũng không thể đánh bại được lão ta. Nếu tiếp tục như thế, bọn họ sẽ bị hao mòn sinh lực cho tới chết. Thế là họ lên kế hoạch, một mình Tống Nhiệm đánh với lão, còn Vương Thắng ném bom khống chế từ phía sau. Nhân cơ hội lão bị mất phương hướng, anh lập tức hút đấu khí để hạ cảnh giới của hắn xuống. Thời cơ đã điểm, Tống Nhiệm hiện nguyên hồn đem linh hồn của đối tứ nhốt vào hắc ám cho tới vĩnh viễn. Cuộc chiến của đối tứ đã xong, tưởng chừng hai người họ sẽ dung hòa, ai ngờ chỉ trong một giây lại trở thành kẻ thù. Tống Nhiệm kêu gọi tất cả yêu thú trong rừng tập hợp lại sức mạnh chuẩn bị chiến đấu. Hiện tại Vương Thắng chỉ còn 5 viên đạn nên rất khó để chống cự. Không còn cách nào khác, anh đành bắn trước 2 viên rồi chọn cách chạy trốn. Tống Nhiệm đuổi theo và dễ dàng túm cổ anh đè xuống. Tưởng chừng Vương Thắng sắp thua trận rồi, nhưng không ngờ vừa rồi những viên đạn cuối cùng bắn ra. Mục tiêu không phải là Tống Nhiệm mà là đối tứ. Đối tứ chết, đồng nghĩa rằng yêu thú tham lam sẽ tỉnh dậy. Lấy thực lực của nó, cho dù có 10 Tống Nhiệm cũng không phải là đối thủ. Không bao lâu sau trận chiến cũng kết thúc. Khi Nam Chính tỉnh dậy thì bản thân đã ở nơi khác, cơ thể vẫn nguyên vẹn. Điều ngạc nhiên hơn là người giải cứu lại chính là Lăng Hư. Tưởng tên Lăng Hư này chỉ biết ăn và uống, không ngờ thực lực còn cao thâm khó dò. Về phần Tống Nhiệm, xác của hắn cũng được yêu thú mang đi, không rõ sống chết. Bảo An Đường đang được Cao Sao giao bán cho người khác, còn Tống Yên đã được xuất quan sau một năm dòng luyện tập trong hang động. Lúc này Nam Chính đã đến nơi anh cần đến là Vô Ưu Thành. Đến đây thì phần đầu tiên của phim đã kết thúc. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem.
Xin chào và hẹn gặp lại!